sạch. Thêm bà, thêm bà. Gì con? Mình lau ngoài sạch rồi mình mở rồi mình lau trong luôn cho nó sạch luôn thím ba. Thím ba quên. Dạ. Cảm ơn con nhắc nhở nha. Lau kỳ kỳ rồi mạnh tay cho nó bay mấy cái bụi rồi đi nha thím ba. Dạ. Tại thím ba thấy mấy cái đồ cổ của ba con rồi cái nhiều khi thím ba cũng ngại không có muốn đụng vô sợ ba con la. Thôi, thím ba nói vậy đâu được, thím ba phải lau đi, lau ba con mới vui. Đồ cổ mà quý mà nhiều khi bụi nó bám á. Dạ. Rồi rồi, thím ba biết rồi, mai mốt thím ba lau luôn ở trong ha. Dạ. Đó giờ toàn lau ngoài không hả? À? À, gì vậy Khoa? Hả? Trời ơi, thôi chết rồi. Cái gì vậy Khoa? Chú nghe có tiếng gì đổ vỡ vậy? Con quá bất ngờ chú ba ạ. Cái gì vậy? Bể cái gì phải không? Sao em bất cẩn vậy? Không phải, em đâu có làm gì đâu bất cẩn, tự nhiên em cầm lên cái nó bể à. Cái bình quý của anh hai. Cái bình quý của anh hai bể rồi. Trời ơi. Trời ơi, giờ em làm sao vậy anh hai? Trời đất ơi. Khoa, con làm phải không? Con bất cẩn phải không? Anh hai ơi, anh hai. Em đang cầm mà. Em làm bể mà em không có cố ý. Em mở ra em chủ yếu em muốn lau cho sạch cho anh hai thôi à. Cái nó rớt xuống nó bể. Trời ơi. Để em bồi thường cái khác cho anh hai nha. Trời ơi, thường cái gì? Bây giờ thím có thường bằng tiền thì cái bình nó đâu có lành lặn lại được đâu. Mà em không có cố ý anh hai. Cái bình này là bình cổ, bình xưa. Khó khăn lắm tôi mới sở hữu được nó. Tôi tính vài bữa nữa là tôi đem đi đấu xảo. Ai có về, trời ơi. Anh ơi em xin lỗi mà, để giờ em cũng biết làm sao nữa, em không có cố ý anh hai. Anh hai à? Anh hai, thật ra cái bình này á là không phải do vợ em làm bể mà do em làm bể đó. Anh nói gì vậy anh? Do em với thằng Khoa làm bể đó anh hai, chứ không phải vợ em làm. Trời ơi, chú ba, trời. Bây giờ phải nói đi. Thật ra là cái bình này kìa hởm, em với thằng Khoa tính chụp hình lại đăng lên mạng coi giá trị như thế nào, thì vô tình sơ ý làm bể. Em với thằng Khoa làm chứ không phải vợ em làm. À, thì ra tụi bay làm bể. Xong xuôi tụi bay lấy keo, tụi bay dán lại, bay để vô chỗ cũ. Tụi bay trốn tội phải không? Không phải, tức quá đáng lắm mà. Mà mánh khóe là của chú ba đó, chú mày ba đánh. Thiệt mà. Trời ơi, chú cháu bay đúng là gian dối mà. Tao thiệt thất vọng với chú cháu tụi bay quá. Em chỉ dán lại thôi. Còn đổ thừa là mày. Đổ thừa cái gì hả? Anh làm gì kỳ vậy anh? Đang đi là chốt lọt rồi, tự nhiên chú ba khui ra hết chi vậy? Giờ em mới thấy người ta nói đúng á. Phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng. Trời, em nói vậy làm anh ái nái quá. Sao vậy? Sao tự nhiên ái nái? Thì anh xin lỗi em, cũng tại anh khùng khùng là hùa theo thằng Khoa gài bẫy em nói vậy làm anh không dám nhìn mặt em luôn á. Thôi, chuyện nó qua rồi, anh nhắc lại làm gì nữa. Thật ra em cũng có chuyện xin lỗi anh nè. Ừ, em có làm chuyện gì đâu có lỗi. Thì tối qua đó, tại vì em ham vui ngồi nói chuyện với bà Cúc với bà Mai, làm cho cả nhà mất cái nhã hứng rồi coi đá banh. Có gì đâu, thì lâu lâu cánh đàn ông nhường phụ nữ chút xíu mà. Miễn sao em vui là anh vui rồi. Dạo này á, mẹ Trúc bây giờ thành thím của bà rồi. Có chuyện gì rắc rối nữa không? Thì mới vừa thay đổi nên mọi thứ nó có hơi xáo trộn một tí xíu. Nhưng mà không sao hết, tôi cảm thấy cuộc sống rất là vui vẻ và hạnh phúc. Đúng là hả, có tình yêu xong ai cũng phân phởn, vui vẻ hẳn ra hết đó bà. Ủa, dì tính lại giờ ổn hết rồi hả? Cái gì vậy? Dì tính ra là ổn hết rồi hả? Bà nói gì kiểu gì mà như luyến tiếc dữ vậy? Phải vui vẻ lên như tôi, tự nhiên nói cái thái độ kỳ vậy. Thì đúng rồi, bà phải có rắc rối, có drama. Xong bà kể tôi nghe, tôi mới lấy cái đó lên ý tưởng rồi đăng bài viết. Dạo này tôi bị bí ý tưởng, không có gì để viết hết trơn nè.
thì ra hỏi là tìm ý tưởng viết bài chứ cứ mà quan tâm lo lắng gì cho bạn đâu. Sắc. Ê, nhưng mà cũng công nhận hả là bớt đi được một người mẹ chồng, tôi cảm thấy hơi thư giãn thoải mái nhẹ người hẳn ra. Chứ gì nữa, người ta có một bà mẹ chồng thôi là người ta đã khổ lên khổ xuống, bà tới ba bà mẹ chồng nữa đó. Tôi thấy bây giờ mình phải tranh thủ thời cơ đẩy luôn hai mẹ còn lại đi lấy chồng. Làm như dễ lắm vậy, đâu phải là họ muốn đẩy là đẩy được đâu. Tôi nghĩ bây giờ mẹ Trúc cũng đi lấy chồng rồi, có hạnh phúc rồi, thì thế nào tới bà Mai và bà Cúc cũng phải suy nghĩ về điều đó. Người ta nói là hiệu ứng domino đó. Cũng có lý. Để tôi suy nghĩ thử coi, tôi sẽ tìm một kế hoạch nào đó để mau mau đẩy mẹ Mai với mẹ Cúc đi lấy chồng, để cho hai mẹ dù gì có tình yêu thì hai mẹ cũng sẽ vui vẻ và dễ tính hơn. Mà tôi đảm bảo là bài báo nó sẽ hot thành hot luôn. Bài báo sẽ có tiêu đề là cô con dâu với kế hoạch kiếm chồng cho mẹ chồng đã đẩy ba người mẹ chồng của mình đi trong vòng một nốt nhạc. Hay không, hay không? Ví dụ như bây giờ mình tìm cho ba mẹ một cái người bạn nào đó để mà tâm sự ở bên cạnh, để mà hữu hỷ. Ít ra là bên cạnh mình có thêm một người đàn ông để mà tâm sự hữu hỷ thì ba mẹ cũng sẽ đỡ cô đơn hơn, thấy được không? Thì ra tất cả gì cậu làm chỉ là để bản thân của cuộc sống theo đúng như ý cậu muốn. Mình phải đối diện với Thảo như thế nào đây? Tại sao người vợ mà mình hết mực yêu thương lại là người như vậy chứ? Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.